Chào mọi người đến channel của Mộc Gia Đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một cái mẫu bàn làm việc theo kiểu decor nha mọi người. Tức là mình thích, các bạn thích mẫu nào thì có thể gửi các cái mẫu qua bên nhà Mộc hoặc là trao đổi với Mộc để mình tạo ra một cái mẫu thiết kế riêng của mình. Và giá tất nhiên là sẽ nó mắc hơn so với những cái mẫu mà ở ngoài thị trường, tức là mình làm hàng số lượng hàng loạt. Tại vì cái này là mình làm riêng, có bản vẽ và thiết kế lên thì nó sẽ ra được như vậy nha. Và cái bàn làm việc mọi người đang coi đây là bàn làm việc gỗ sồi nha mọi người. Chất liệu là gỗ sồi hết. Rồi, chúng ta cùng nhau đi xem qua sản phẩm một vòng nha. Thì về kích thước chiều ngang tới đây là 1m6, chiều bên này cũng là 1m6. Và cái bản bản này nó sẽ là 60 nhá, tức là chiều ngang này nó sẽ là 60 nha mọi người. Và thiết kế ở ngoài như mọi người có thể thấy là cái mép ở ngoài nó rất là dày phải không ạ? Rất là dày. Nhưng kinh nghiệm của các mình chỉ cho mọi người là đó. À, cái này dày tới 4 phần là mọi người thấy không? Nhưng mà kinh nghiệm của mình chỉ cho mọi người ấy, là khi mọi người đi mua hàng á, mọi người cứ để ý cái mép ở ngoài mà nó có bọc kiểu này là bọc bao lam nha mọi người. Tức là kiểu khung tranh. Thường ấy đến 90% là thị trường cái mặt ở trong đây nó sẽ là gỗ, một ấy, là nếu mà hàng xịn ấy, thì sẽ là gỗ thông. Còn xịn tạm tạm xuống sẽ là cao su. Còn xuống nữa sẽ là gỗ MDF hoặc là oken nha. Nhưng mà riêng á, cái mẫu này của bên nhà Mộc á, thì cái mặt này là mặt gỗ sồi thịt luôn nha mọi người. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem nó là gỗ sồi thịt luôn nha. Và mọi người có thể thấy là cái bản cây gỗ sồi nó sẽ không có bản lớn đó. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái bản ghép của nó này à, cái này ghép làm 3 tấm này, cái này cũng làm từ 3 tấm này ha. Nó ghép lại với nhau. Nhưng mà cái này là ghép công nghiệp nha mọi người. Ghép công nghiệp như vậy rất là cứng, khi mọi người đập xuống, ví dụ đập được cái điểm này chẳng hạn đi, thì nó chỉ lõm cái điểm này xuống thôi, nó chứ không phải, nó không phải là nó tét cái này ra nha. Tức là khi mình đập xuống nó chỉ lõm cái này xuống thôi, hoặc là khi đập mạnh quá nó sẽ lủng ở bên đây, chứ còn mấy cái này nó sẽ rất là khó mà dẹn ra nha mọi người, tại vì nó là ghép công nghiệp rất là cứng. Và bàn này có cứng không? Đây, cho mình đứng lên mình đi lại cho mọi người xem nha. Thiết kế nó của bên nhà Mộc thì phải chê rồi. Hả? Mọi người có thể đi đứng ở đây rất là thoải mái, tại vì cái mặt này nó là dày 1,5 phân. Nên mọi người để được sức nặng lên rất là nhiều nha, tại vì Mộc nặng tới 70 kg nha mọi người. Rồi, cho mọi người xem phần ở dưới nữa này. Đó, thì phần ở dưới thì mọi người có thể thấy là phần gỗ sồi hết luôn nha. Thiết kế theo kiểu bao lam luôn. Đây, cho mọi người xem ở phần trong này. Thì bên trong ấy, thì mọi người có thể thấy là các cái hộp mà có rất là thiết kế được rất là nhiều hộp ngăn kéo. Rất là sâu nha. Bản này là làm thiết kế là sâu, mọi người có thể thấy để ý thấy là cái phần tỷ lệ ngoài với mép trong này nó độ lệch nhau không bao nhiêu hết nha mọi người. Cái này chỉ lệch nhau khoảng chừng 1 phân, 2 phân này, thấy không? Tức là nó rất là bản rất là lớn. Nên làm rất là sâu để tài liệu nó không có bị chèn ra, nó không bị rớt xuống nè mọi người. Và thiết kế tay nắm là tay nắm khi móc vô này mọi người thấy không? Kéo ra nè. Rất là thuận tiện nha. Đây là cái căn thứ ba này. Bên này là bàn làm việc, ngăn bàn để. Và cái phần ở trong đây nó sẽ là gỗ MDF nha mọi người. Thì nếu mọi người cần ấy, thì mọi người có thể bảo mình để mình thay nhá. Tại vì do ấy là để giảm giá thành ấy, thì nên mình mới làm cái hộp trong đây nó là MDF. Và nó sao nhỉ? Nếu mà mình để như vậy ấy, thì mọi người có thể thấy là nó rất ít khi nào nó tiếp xúc với nước. Cái mặt này ấy, khi mà mọi người tiếp xúc với nước thì nó mới có vấn đề thôi. Do vậy khuyến nghị của mình là những cái hộp như vậy mọi người đừng rửa. Và chỉ có sử dụng khăn khô để mình lau thôi nha, hoặc là kéo ra để mình lau cho nó sạch thôi nha. Tặng một cái để cho chúng ta để hồ sơ ở trong đây nữa này, rất là rộng rãi nhá. Và mọi người có thể thấy là ở dưới cũng là gỗ sồi luôn nha. Đây, và mình sẽ chỉ cho mọi người là cái mặt bàn. Nhưng mà bảo với mọi người thường ở ngoài thị trường ấy, cái thiết kế bao lam nó rất là đa dạng. Nhưng mà bên nhà Mộc thì báo đúng chính xác cho mọi người để cho mọi người đi mua hàng nha. Thì mọi người có thể nhìn những cái mặt vân chỗ này là, và mình xin xuống dưới
Tức là hai cái mặt vân nó phải đối mặt nhau, nó đối như vậy. Đó, mọi người thấy không? Hoặc là mọi người có thể nhìn cái tối bên này. À, nó để đây là vòng vòng lên đây. Rồi mình sẽ nhìn lên trên lại này. Chất cây là cây gỗ sồi thịt nha mọi người, chứ không phải là sồi phủ hay là sồi rén, mà là sồi sồi thịt, mình gọi là sồi thịt, rất là sồi đặc. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới cho Mộc nhé. Và đừng quên là bên Mộc giao hàng từ Nha Trang cho đến Cà Mau. Và nếu thấy hay, đăng ký channel của mình nhé. Cảm ơn và chào mọi người.